cái con đường này rất là gian nan mà hiểm trở cho mấy bạn. Mà nếu mà quay được cái clip mà cho mấy bạn xem thì mấy bạn phải biết được là cái sự gian nan gian chân của anh em chúng tôi. Bây giờ chở ba người mà đi những cái con đường như thế này cực kỳ khó khăn, nhưng mà vì cái đam mê, vì cái muốn các bạn xem về những cái đặc biệt của vùng Thanh Sơn cũng như Núi Cấm thì anh em mình phải trải nghiệm, đúng không? À, điện ông Thẻ nè, hang Dạch Lan nè, à, Bắc Tiên vượt quá trời luôn á, trung cực này nhiều vậy. Lội hang nó mệt nữa nè, lội hang le lưỡi luôn, le lưỡi luôn nè. Mà vô hang nó hầm thấy mồ lạnh á, lạnh hả, chứ không hầm hả, hơi đá ra. Đem đèn theo, có đèn hết hai cái. Các bạn khi mà Quang đến điện kính á thì Quang phát hiện đây là con sâu, gọi là con sâu gì, con sâu mít, rất là dễ thương luôn nè. Lông nó cứng ngắc hà mà nó rất là hiền, nó gò vô không sao chứ á nè. Nó là cái giống này đặc biệt của cái núi Cấm này luôn, khu vực Thác Sơn này mới có, đúng không? Đúng rồi, con sâu mít rất là hiền nè, gờ vô nè, rất là to nha. Nếu mà bự bằng út nè, bắt bể lên tay đi. Thôi không giờ đến tay sợ. Chứ giờ gờ nó gì được anh? Điểm chứng này hay hơn. Nhưng mà anh, con sâu là đặc biệt là cái lông nó cứng anh. Lông cứng. Lông nó cứng ngắc luôn. Không hùng mình. Không hùng. Chứ nó không có độc. Không độc à? Không độc. Nè các bạn thấy không? Lông nó cứng ngắc à? Rất là thú vị luôn. Thì đây cũng là một cái nét đặc biệt của Châu Đốc. Nếu bạn đến đây tìm con sâu mít này, dẫn nó vô nhà em cho nó bò nuôi khoảng chừng 100 con, bỏ cho bò khắp nhà là đẹp lắm á. Rồi nè, mình lộn ra vậy nè, bóp mẹ ra trong có muối nè, thấy không, gọi là đây là trái bứa. Trái bứa nhưng mà tên đúng của nó là măng cục rừng. Măng cục rừng nha mấy bạn, đây là trái măng cục rừng. Mà đi giữa đường thì anh Nam giới thiệu cho mình cái măng cục này, nó cũng giống như trái măng cục bình thường ha, mà không biết nó ăn ngon như thế nào. Đừng ăn trái đó, ăn trái này nó mới ngon nè. Yêu không? Chua chua ngọt ngọt đã. Ủa sao ngon? Nó thơm. Sao biết cái này không thơm? Cái này nó có hộp chứ nó lép. Thôi cái kia lép ngon hơn, cái này nó có hộp không, nhận thử. Anh biết đi rồi quay anh ăn. Quay ông anh ăn nha. Các bạn, đây là trái bứa. Trái bứa hay còn gọi là măng cục rừng. Đó, bây giờ đi giữa đường mà ăn gì mới đã nè ha anh Nam. Trời ơi. À, cái cây là cây này nè. Đây là cái cây măng cục rừng hay gọi là trái bứa. Đây nè, cái cây đó nha, giữa đường. Đây nè, một giấm này nè. Bây giờ đem về quê ăn. Đem cái này về nhà cho bà con nông dân mình, các xã, các huyện, các tỉnh lỵ chia ra người ăn muối. Làm thêm cái nữa rồi nó. Thấy sao, thấy cảm giác ăn trái bứa của Núi Cấm làm sao? Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt phê phê. Chua chua ngọt phê phê. Ăn có bị có sung không ta? Có. Ăn trái bứa này sung nha. Bữa này ăn với sung với ba khía là sung ba khía. Rồi ok. Rồi ok, lên đường tiếp tục. Bắt đầu
anh giữ giùm em này đi. Nè, sọc lép nè. Lâm nó đi. Ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời. Đó. Mấy bạn ơi, đây là cái hang của con cua núi, của núi Cấm nghe. Mình không biết là nó ra như thế nào, thì anh Nam sẽ cố gắng bắt ra cho bạn xem con cua núi như thế nào nha. Đây nè. Biết đây là con gì không? Con gì anh? King Crab. King Crab. King Crab núi. À, gọi là King Crab Mountain. King Crab Mountain. Đây là con cua núi. Cua đực. Cua đực ha. Con cua núi đó màu đỏ gì? Anh nghĩ là luộc lên ăn hay là luộc nướng hay là... Cái nào cũng ngon hết. Nướng thì nó thơm, luộc thì nó đẹp. Thịt nó ngọt chắc lắm. Ừ. Đặc biệt con cua núi lông nó nọc, mà trên mu nó có lông nè, thấy không? Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Bây giờ cái này nè, anh em mong là chiếc sao lên gặp anh em mình đi bắt con cua này nướng tại đây ăn luôn, đồng ý không? Bình thường. Quất. Ừ. Chơi. Ừ, nó đẹp nổi lòng. Gọi là khúc cua tử thần anh. Xích sao. Xích sao, còn xích cái nữa. Không, còn tôi à, nó cái gì xích đi chứ tôi là tôi dẫn lần xác tôi ngồi lên cái muốn cắn luôn. Tiếp theo khúc cua tử thần thứ hai đúng không? Thôi. Thôi khúc này đừng có nói cái tên đó. Rồi rồi, bỏ. Bỏ đi. Cua cắt, cua chó. Cua chó. Lên xuống hai cút bằng mình chạy cả năm. Sơn huyền bí, thác sơn màu nhiệm, sương trong mưa, sương trong mưa. Nói với chứ là bạch màu luôn các bạn ơi. Đây hải lý anh mang. Ngày xưa ta đi ngựa ba. Anh trình chiến. Chiến này bão. Bão mà nó cực hơn lần trước anh. Không khí lần này đẹp hơn lần trước anh. Đi nó mưa gió nó mệt nhưng mà. Bỏ đi. Video này, nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!